Vâng, chào mừng tất cả bạn quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chạy Minecraft và tôi không hiểu tại sao là khi bỏ thời gian lâu quá hay sao đó thì cái phần mềm mà tà lau chờ của tôi nó update lại hay sao đó hay là nó như thế nào đấy. Thì vào game thì cái con vật tôi nó bị biến đổi rồi. Từ một thằng step nó biến thành một cái thằng nào đó tôi cũng không biết luôn. Thôi, mình kể đây. Tôi nói thật bây giờ hiện tại với bạn luôn là tôi già hiện tại bây giờ tôi đang rất là trắng mình không biết làm gì cả, thật không biết phải làm gì cả hả? Tôi không biết phải làm gì hết. Ba cái video nhạt nhẽo của tôi thì chứ là chứ mà video của tôi thời gian qua tôi cảm thấy video tôi nó khá là nhạt nhẽo vô cùng nhạt nhẽo. Sẽ là không còn tâm trạng nào làm video hết. Thì thật ra thì nó cũng không có gì, nhưng mà tại vì kiểu như là cái nội dung của tôi nó không được mới á. Thay vì kiểu như là cái nội dung của tôi nó không được mới, thay vì kiểu như là cũng là reaction đi, nhưng mà kiểu như là thay vì những cái video mới mới các thứ, nhưng mà thì bây giờ tội chỉ toàn là bình lề và bình lề thôi. Ngoài ra không còn gì mới cả. Ngoài bình lề ra chẳng còn gì. Thì tôi đang cảm thấy như là tôi đang bị hạn hẹp về cái về cái tài chính chất xám. Nếu như tôi cảm thấy như tôi bị nhũng não ra các kiểu. Trước hình như là chúng ta đã mang bò về rồi phải không? Đồ đạc các thứ rồi kia. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tìm kim cương, không có nhiều tìm kim cương vậy thôi. Thì nói chung hiện tại bây giờ tôi đang chật chứ, với lại bây giờ là cũng kiểu như là bộ giáo dục vừa mới ra một cái điều kiện mới, đó là cái gì mà thi giữa kỳ gì đó mọi người, thi giữa kỳ gì đó. Tôi cũng không hiểu cái vụ mà thi giữa kỳ. Thì thi giữa kỳ thì lúc trước thì tôi nghe đó, nhưng mà cái thời gian ở đây thì nó bị loại bỏ rồi. Thì thời gian gần đây thì nó bị loại bỏ rồi, bây giờ nó xuất hiện lại. Thì nó cũng là thi giữa kỳ. Nói nó thi giữa kỳ thôi chứ thì ra nó là kiểm tra một tiết. Không phải, kiểm tra một tiết. Kiểm tra một tiết á. La là giữa kỳ cho sang vậy thôi chứ thì ra là kiểm tra một tiết. Kiểm tra một tiết. Giấu cho này đi, để không biết được. Chúng ta là nó kiểm tra, đây là chúng ta là kiểm tra một tiết. Nói là ha là thi giữa kỳ cho sang thôi. Kiểm tra một tiết, nhưng mà kiểm tra một tiết này nó rất là quan trọng. Kiểu như cái điểm này là kiểu như là cái điểm sao ta phải nói sao ta? Cái điểm thay vì lúc trước á, điểm một tiết các bạn có thể là ví dụ như các bạn ăn con một đi. Thì đợt sau các bạn gán là bạn học bài thì bạn có thể gỡ lại nè, các bạn có thể gỡ là điểm được. Còn cái này thì hình như là không gỡ điểm rồi được. Rồi bây giờ là phải tập trung đào nè. Tập trung đào thì nó khá là chán, cho nên là thôi tôi sẽ quyết định tôi mở nhạc tôi nghe. Mấy ông cứ việc tận hưởng video của tôi đi. Trời má, thiệt luôn, mới mở nhạc nghe chút xíu à, chắc có kim cương rồi. Hay ho dễ sợ. Rồi lượm 1, 2, 3, 4, 5, rồi 5 cục. Giờ thì đi lên để củng cố lại tinh thần và sự nghiệp, thì tôi sẽ tạo cho mình một cái cút chim phiên bản kim cương. Rồi một cây lên đây nhặt lại với mấy cái mặt này đi. Cái bàn phím bị gì ta, bực cái mình. Rồi đây rồi, chặt hết mấy đống cây này luôn. Bây giờ chúng ta cái
việc ưu tiên cái thành phần đó chính là gì vậy? Ưu tiên cái việc mà lấy gỗ trước à. Lấy gỗ và đi tìm dân cư. Nói chung là chúng tôi cũng biết tôi đang làm gì đó, thì nói chung giờ cứ làm đại đi, tới đâu hay được hay tới đó. Rồi đã xong à, cái này vô nè, này nữa, mày luôn, mày vô luôn đi, mày vô luôn, mày vô luôn, mày rồi à không, đây này gà à. Biết làm gì nữa. Được rồi, thì tôi không biết phải làm thế nào để cho cái giống môn này chín đây. À không, khoan chút. Bây giờ là phải lấy một số thứ đem ra nè. Ở trong vào. Vậy bón vào để chúng ta lấy bột đem lên ta bón cho này đó. Rồi xong có lúa rồi, trời má nó kêu kêu tới mức mà nó chỉ cho mình có đúng một cái bó lúa luôn á. À, lâu ngày không vô game, bỏ game lâu quá hay giờ hả? Cây có gì nó ho nó nghỉ phát triển luôn. Hay gì ho thiệt chứ. Rồi. Tổng cộng bây giờ là ba con bò. Trời má không biết chừng nào mới làm được cái bàn của khám này lên. Rồi bây giờ thì tôi sẽ cất một số món đồ vào. Đây, đây. Đây. Cái này 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 luôn đi. Rồi rồi đã xong rồi, giờ tiếp tục công việc đi đào bới nào. Rồi sau một hồi đào bới vất vả thì cuối cùng kết quả tôi thu được chính là vàng, sắt như một đống đá. Hay á. Rồi thì nếu như mà tìm không có thì thôi tôi sẽ chơi kiểu khác, chúng ta sẽ tìm một kim cương một cách dễ hơn, đó chính là chúng ta đi trao đổi với con nhân lạc. Thì trao đổi với con nhân lạc thì chúng ta cần phải có than đá à, mà than đá thì kiếm dễ rồi. Chúng ta sẽ tìm những cái con nhân lạc mà thất nghiệp đó, chúng ta sẽ cho nó học những cái nghề mà cần thiết, học những cái nghề mà kiểu như là cần thiết ấy, cho cái việc mà trao đổi giáp đồ kim cương với chúng ta. Rồi đây coi lô chính được không, rồi cầm lại đó. Còn nhiều bỏ vô đó. Ăn đi menu. Ăn đây, ăn đây, ăn đây, ăn đây, rồi để đây, để đây, để đây, để đây chi nhiều chút. Hay lắm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm Robinson trên biển. Nó thiệt chứ tôi chỉ nói theo cho ta cho nó qua, cho nó oai vậy thôi, thì ra tôi không biết Robinson là cho nổi nào. Tôi cũng biết Robinson là thiệt luôn, tôi không biết Robinson là cho nổi luôn. Tôi ít thì có coi phim này phim nọ lắm. Rồi đâu nào, ủa cái thiện tôi đâu? Ok à không, không. Chỗ này, chỗ này đâu đâu nè, đầu óc dưới cái quần què. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong bờ, vào trong đất liền chứ lộn, đi vào đất liền và tìm kiếm ngôi làng ở đó. Chúng ta sẽ bắt vài con nhân làng đem về. Ở gì đó có
cái gì kìa. Rồi, đến đây. À, giờ là chúng ta bắt đầu hành trình là ta ngao du giữa sa mạc nè. Để xem thử coi có cái có cái ngôi làng quỷ yêu nào xung quanh đây. Kim tự tháp thì khó rồi đó. Kim tự tháp, cái kim tự tháp thì có. Cái kim tự tháp thì có đó, nhưng mà cái ngôi làng thì không có biết. Mình lâu lâu cái bị khô nước miếng kinh, nói lẹo lưỡi hoài mệt mỏi. Đâu lên đây rồi. Trời ơi, cái gì vậy trời, thiệt luôn. Dạ, không có một ngôi làng nào luôn. Trời ơi, con khỉ khô gì vậy? Cái mình cứ thử, cái sa mạc này cũng tương đối rộng rồi đúng không? Mình cứ việc đi thử đi, đi đâu có hy vọng. Có mà à, nhưng mà cái vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao để bắt cái tụi này đây. Chứ bắt tụi này là phải cần cái cổng địa ngục, mà cần cổng địa ngục thì chúng ta phải làm thêm đường gai, mà làm thêm đường gai là phải tốn sắt, mà tốn sắt là chúng ta phải đi mai, mà đi mai thì là nó mất thời gian, mà mất thời gian thì video nó sẽ bị dài, mà video nó bị dài mất a chỉnh sửa la, mà chúng ta phải chỉnh sửa nó lâu thì nó mệt. Mồm luôn quá, đúng đỉnh cao của em đi. Ồ, có cuốn sách này hay, xin nha. Sách này lấy luôn, để mà không làm quá phiền. Các bạn nếu mà có, các bạn đi chơi sinh tồn, các bạn gặp cái này, các bạn cứ tự đi động thấy thoải mái, đó mà không phải làm. Tìm nguyên liệu cho nó cực lắm. Chậu hoa nè, lùm chậu hoa luôn. Lùm chậu hoa luôn. Ây da, cái làng này nhiều chậu hoa dữ. Bây giờ làm gì đó vậy? Gì? Ngóng chờ người yêu đi nhập ngủ về hả? Trời ơi, em ơi, nghĩ sao vậy, nó đi vô ngủ rồi, đi luôn chứ. Có chi về đâu, em ảo tưởng quá rồi. Ô, cái chung với biển nè. Mình đem về mình chồng luôn. Rồi, trời đất ơi, chúng ta hay ngủ nè. HD Ultra G6. Thank you.
con dân làng nó đi về quá. Nhưng mà khổ nói là bắt không được cái đứa đá. Đá là đá đứa đó chứ mới đá cho mẹ nha. Không có cổng địa ngục, không có cái gì hết. Thật là phiền phức. Thầy cho mấy ông thấy tôi đang ngồi trên em ra thì ra là tôi mũi nó đang chích tôi dữ thật luôn thiệt. Mũi đang chích tôi mới đau. Mũi chích tôi ngứa ngáy dữ từ nãy giờ. Rồi sau một hồi do giác thì đâu chúng ta xem nào. Một trăm mấy cục đá nè. Bục để sách đá mài, chậu hoa, dưa muối biển 4 cái nè, chậu hoa 21 cái, một cái kim cương. Và cái này là cái mà tôi thích nhất đó. Thì có thể là cái làng này chưa chơi giác hết đâu rồi nè. Cái làng này thấy sao nó cũng rộng quá. Chắc xem là tôi sẽ trở lại cái làng này thêm một lần nữa. Con mà đói que cho mình đó bạn. Con này đi ra coi. Có mấy cái con mà nhân dân mà nó bằng nhà mà nó đói que cho mình đó bạn. Thì mấy con đó thì mình sẽ cho tập. Mình sẽ bắt mấy con đó. Không, mình bắt mấy con như này thất nghiệp á. Sau đó mình đem về mình cho nó học nghề. Nhưng mà mình lấy que mình đổi với nó. Con que đổi đá luôn. Ủa tôi đi chuyện ở nhau lại quá mất tiêu rồi. Ok. Hình như là bắt đầu từ qua đòi này phải không? Không phải qua đòi đâu gì trời. Phải qua đòi đâu gì cả. Bây giờ sẽ thấy kỳ vậy. Hình như lạc đường không khỏe. Oh may quá, cuối cùng tìm được về nhà. Em cuối cùng tìm được đường về nhà mọi người. Kim tự tháp này kia kìa. Đó. Có hình ảnh là đi hướng nào qua ta. Hướng này hướng nào vậy. Giờ mình phải đi qua cái kim tự tháp trước cái đã. Ủa cái kim tự tháp này kim tự tháp mới. Kim tự tháp cũ vậy. À không, cái này cái cũ. Cái đó đi rồi. Thì theo tôi không lầm thì tới cái việc đi từ hướng này ra, tới cái việc đi từ hướng này đi ra là sẽ về đến nhà. Chờ má mía đây mọc cái gì, mía đây mọc, mía đây mọc cái gì vậy, lụm luôn. Rồi, giờ đi về nhà. Đi về nhà nào. Kìa. Trời má liệt nút hả mày. Trời má nó bị liệt nút thì bấm hoài không ăn. Rồi, về nhà nào. Đường về nhà là giáo tiếng ta. Không có ở đâu xa. Về tới nhà. Mẹ tát ta một cái bật. À trời quá, tôi bị lộn đường quá. Mẹ đi cái hướng ngược lại. Cái hướng nãy tôi đi đúng không? À, như bạn thấy cái hướng tôi đi đúng không? Tôi phải đi ngược lại. À, không đúng. I love you so much. I love you so much. Tôi về rồi đấy. Cực đồ quá. Này. Ở cây này bỏ đi. Cái muốn biển này thì đem về trồng luôn. Rồi đá bài này cũng cưa đó. Cái này. Rồi, hết rồi. Không có gì để... Không có gì
gì để phàn nàn được không? Ai cho mấy đứa ăn không? Bỏ mấy đứa nhà cũng đói dữ lắm đó nè. Kìa. À, ăn no hết rồi. Ăn no hết rồi. Rồi, đem về nha. Chồng luôn. Trong nhà mình thấy rung linh rung rỡ nha mọi người. À, hóa ra mặt trời mọc lúc này. Tình mình nói thật là đẹp quá đi. Chắc mình phải đi làm thêm cái không địa ngục nữa. Đâu rồi, không địa ngục. Hôm nay dưới đây mình đi đào. Dưới đây hồi nãy mình đào mai, dưới đây thì mình có thấy một cái một chút hắc thiên thạch. Một chút xíu nè. Phải đi lên lấy cái xô mới được. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể yên tâm mà đào mà không sợ một cái gì hết. Thôi đào sơ sơ thì cũng được 22 cục rồi bạn. Đây là không đủ dùng cho mục đích. Thôi kệ đi, chúng ta sẽ lấy sao. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm cơm mà phù phép. Giờ là phải tìm cách đặt đâu đây nè. Không, bây giờ tôi đi đặt bên đó ta. Đặt nó xong rồi cái mỗi lần muốn phù phép gì đó là phải chạy qua đó. Chạy qua đó xong là phù phép xong chạy được vậy. Ai cha, cùng tập sau tôi phải xây cây cầu đây được. Chà, 10 giờ mấy nha. Thật ra mình cũng thể thích đâu, tầm tới 2 giờ sáng được mà. Mình cũng thể thích tầm 2 giờ sáng được mà. Hiện tại bây giờ mình đã bệnh rồi các bạn. Uống thuốc xong rồi, mới uống thuốc xong rồi nãy. Bây giờ cứ bắt đầu thắng như thế rồi. Mình cảm thấy buồn ngủ. Cái buồn ngủ này nó là cái gì? Mình đi thôi. Thôi đi. Buồn rồi đó. Đó, thấy hai mắt. Đó, thấy hai mắt mình diêm một. Hai mắt mình diêm trong sự sự buồn ngủ nhẹ. Rồi, bây giờ ra thử coi là chúng ta có thể làm được bao nhiêu cái trồng sắt đây. À, có được đồ của dân làng đỡ biết bao nhiêu. Đây chẳng chỉ được 9 cái rồi. Đây 9 cái. Chúng ta còn tới 15 cái. 9, 15 chia 9. À ra rồi. Còn 6 cái nữa mọi người. Còn 6 cái nữa kìa. Đó. Không, mà ông thấy khả năng tính toán của tôi chưa? Tôi tính trong vòng 0,1 giây thôi nó ra rồi. Đó, 0,1 giây nó ra rồi đó. Mà ông nói tôi là đừng có nói tôi ngu toán gì đây. Đó. Tính trong vòng 0,1 giây thôi là ra kết quả. Bây giờ ông tôi thiên tài đó nào. À, tạm biệt em yêu. Anh rất tiếc khi nói lời tạm biệt như vậy. Nhưng mà thôi, đời mà em chịu thôi. Anh không có muốn đâu. Ai cũng ai muốn mình. Trời má, đợi mấy con này đẻ lâu cực kỳ luôn mới trời. Ây da, mía thì cứ việc lên lên nha. Còn tụi nó thì đẻ lâu thì mùa nổi luôn. Ây cha 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 cha. Ôi bị phiền phức luôn mấy lắm. Vậy vậy. Vậy vậy. Nó tự để vô rồi. Chậm hổng 2. Hơi cùi. Ôi, cảm ơn bạn đã xem video này. Chúc bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nha. Bye bye. Xong, một cái cọng này luôn. À.